Lịch sử tên gọi Gò Công do nơi này nguyên sơ là vùng gò đất có nhiều chim công. Vùng đất này trước đây thuộc tỉnh Gò Công, tuy nhiên cũng có thời kỳ thuộc huyện Gò Công, tỉnh Mỹ Tho. Gò Công từng là tỉnh lỵ của tỉnh Gò Công cũ vào thời Pháp thuộc trước năm 1956 và trong giai đoạn 1964-1975 dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Tức là Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng là anh của bà Phạm Thị Phụng, bà Phạm Thị Phụng là mẹ của bà Sanh. Đó thì đó là chị em cô cậu ruột với nhau. Thành ra bắt đầu bà mới lo cho ông về. Bà Sanh mới lo cho ông mà ông chưa không được. Chứ sao chứ pháp nó phải mà không có đâu. Không phải chuyện đơn thuần đâu, phải nộp cho nó 10.000 tỷ vũ là bà với chị em cô đủ mà. Tại dân bà cũng có thấy cảnh tượng đó là bắt đầu mà đau lòng quá bà. Vào năm 1834, bắt chước cách tổ chức hành chính của nhà Thanh, vua Minh Mạng đã cho đổi tên trấn thành tỉnh, rồi lập thêm tỉnh mới An Giang. Như vậy, Nam Kỳ Lục Tỉnh ra đời. Từ lúc đó, Tân Hóa gồm phần đất thuộc tỉnh Gò Công sau này, mặc dù nằm sát Định Tường nhưng được sáp nhập vào tỉnh Gia Định do tình cảm và ý muốn của vua Thiệu Trị. Khi ký hàng ước 1862 cắt phân nửa Nam Kỳ nhường cho Pháp, trong đó có Gò Công, vua Tự Đức buồn rầu mất ăn mất ngủ mấy tháng liền. Vì thế người ta không lấy làm lạ khi triều đình Huế bất chấp mọi tốn kém gửi sứ giả Phan Thanh Giản qua Pháp điều đình xin chuộc lại. 5 năm sau, Pháp xu quân chiếm 3 tỉnh miền Tây còn lại. Bất chấp mọi tư cách pháp lý, Pháp tự ý chia Nam Kỳ thành những đơn vị hành chính nhỏ, lúc đó gọi là sở tham biện để cho dễ kiểm soát. Về sau, Pháp đổi sở tham biện thành hạt rồi tỉnh. 3 tỉnh Tân An, Gò Công, Mỹ Tho là do tỉnh Định Tường cũ tách ra. Ngay sau khi mới chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ, Gò Công nhờ vị trí hiểm yếu, sông rạch chằng chịt, giao thông trắc trở lại thêm rừng rậm hoang vu, đã trở thành những cứ điểm kháng chiến cho các lãnh tụ Trương Công Định, Thủ Khoa Huân. Với non 30 km bờ biển, nép mình trên biển Đông Hải, tỉnh Gò Công nằm lọt trong lưu vực sông Dàm Cỏ, phía bắc giáp tỉnh Chợ Lớn, Trừ Phú và tỉnh Tân An lặng lẽ, phía nam dựa vào tỉnh Mỹ Tho. Hai sông cửa tiểu cửa đại làm ranh giới thiên nhiên giữa Gò Công với Bến Tre. Tỉnh Gò Công chiếm một diện tích khiêm nhường khoảng 600 cây số vuông. Hai sông Dàm Cỏ còn gọi là sông Bến Lức và Dàm Cỏ Tây còn gọi là Tân An hay Dũng Gù. Phát nguyên từ biên giới Campuchia Việt Nam, chạy qua Đồng Tháp 10 sình lầy ngập phèn, nên dòng nước trong xanh nhìn thấy dưới đáy. 1888 cái đền thờ là xây dựng 1826. Còn hai cái chữ Hán Nôm ngay giữa mắt cá mấy Hồ Điêu đó, Tư Phủ có nghĩa là phủ đường của là dòng họ Phạm đó. Bên đây thì tích đức thủ tôn dạng như những lại như một cái gia đình mà để lại cái đạo đức con cháu về sau. Bên đây thì thiện gia hữu quá phước giáp tỵ, mấy cái câu đối phía trước. Bên đây là cải định lục niên, năm thứ sáu là ông trùng tu lại 1921. Việt Nam mình đó là 13 đời vua là cuối cùng vợ chồng bảo đại với bà Nam Phương đó. Là thời Trường Miễn cuối cùng về là đốt chiếu tự cầu Sơn Nghi đó. Sử văn hóa của Lăng Hoàng Gia là một trong 3 di tích được xếp vào cấp quốc gia của thị xã Gò Công. Di tích lịch sử cũng gắn liền với sự phát triển của Gò Công, một vùng đất tiêu biểu cho phương danh địa linh nhân kiệt. Nơi đây cũng sản sinh bà Hoàng Thái Hậu Từ Vũ, một bậc ngũ nghi, đức độ nổi tiếng cả nước ai cũng đều biết đến. Thì Lăng Hoàng Gia còn mang một số kiến trúc mang dáng dốc cung đình Huế ở các bài trí điện thờ dạng cổ bao la, nhưng mà qua hai thời kỳ chiến tranh cũng bị đổ nát rất nhiều. Chúng ta phục hồi thì cũng không nguyên vẹn di tích, nhưng đây cũng là một điều rất hiếm ở miền Nam Bộ. Đền thờ và khu lăng mộ được xây dựng 1826. Đây là nhà thờ ông Phạm Đăng Hưng, ngoại vua Từ Đức, cũng là thân sinh bà Hoàng Thái Hậu Từ Dũng.
Đền thờ được xây dựng kiến trúc ba gian hai trái, gian chính giữa thờ ông Phạm Đăng Hưng. Bàn thờ trước là bà Dì, bàn thờ sau là ba chức sắc được ban tặng, đây là dân đại học sĩ lễ bộ thượng thư Đức Quốc Công. Gian bên tả đây là Phước An Hậu Phạm Đăng Long cha ông, đây là Mỹ Thánh Tử Phạm Đăng Tiên là ông cố ông. Bên hữu Bình Thánh Bá Phạm Đăng Vinh ông nội ông, và bìa là Kim Sườn Hữu Phạm Đăng Khoa là ông sơ của ông. Đây là ý nối lên năm đời năm thế hệ của dòng họ Phạm Đăng, một đại công thần lớn ở đất Gò Công dưới đời của triều Nguyễn. Và năm tấm liễn được treo, đây là Công Hầu Bá Tử Nam, thể hiện ngũ tước của các ông. Ba tấm liễn phía trước gian chính giữa chính là Phạm Phủ Từ, có nghĩa là từ của dòng họ Phạm Đức Luân Vương, một cái đền thờ có tiếng được thơm tho, quan thái trạch là ân huệ cho dòng họ. Và trước cổng đền thờ có những cái tấm quần phi lớn, đó là Chấn Gia Thông, một cái đền thờ và cái khu lăng mộ Chấn Động. Ông là Kiến Hòa Tiên Sinh, ông mới giỏi về nho học, tinh thông về phong thủy, về địa lý của những nhà cổ học. Ông thường đi khắp đó đây để tìm thể loại đất đẹp mong con cháu là phát thích. Nhưng mà khi ông đến ngay Gò Rùa dòng Sơn Quy này, ông thấy thể loại đất là rất đẹp, nhưng mà Gò Công thì gần biển mà nước mặn phèn chua, đào đâu ra cái giếng nước ngọt. Sau đó ông mới đi tìm ra cái mạch nước ngầm, ông mới quy tụ mộ mã ba đời về định cư ở đây. Ông đã sanh ra ông Phạm Đăng Hưng và ông Phạm Đăng Hưng đã sanh ra bà Từ Vũ. Thì đặc biệt là khi sanh bà Từ Vũ có một cái dần trăng sáng lò rọi chiếu ngay dòng Sơn Quy này, cái mạch nước giếng càng trở nên trong vắt ngọt lịm, trong khi những cái chỗ khác đều bị nước mặn xâm thực. Xin lỗi ông bà mới đặt cho cháu là Hằng, Phạm Thị Hằng là bà Từ Vũ, còn trong gia phả ta gọi là Hằng Nga. Thì thật ra đây cũng là cái điều bí ẩn chưa có lời giải. Đến năm 1913 Nguyễn Liên Phong có viết về cái điện bà Từ Vũ được xuất bản, có nói lên hai câu thơ về cái giếng này, đó là lệ thủy tình cần thổi quy câu dung phước đơn, có nghĩa là nước ngọt đổ điềm lành mà Gò Rùa chung đất phước, cũng có nghĩa là đất địa linh sanh ra anh kiệm. Khi xưa thì qua mùa nắng là ao làng 10 mét cũng cạn hết. Dân số xóm làng ở nơi đây cũng rất là ưu ái xà nhờ cái giếng này. Bây giờ thì ai cũng có nước máy nước công tên. Nó tóm lại là cô gái Phạm Thị Hằng, bà Từ Vũ đã từng sinh hoạt cái giếng này, sau đó bà. Của ông Phạm Đăng Hưng mà tại sao có hình thánh giá và có chữ pháp? Thì sau khi mà ông Phạm Đăng Hưng ông mất thì thi thể ông được đưa về Gò Công là an táng. Vua Từ Đức thập niên năm thứ 10 mới sai quân lập bia để ngợi ca về công đức của ông. Đây là tấm văn bia đá trắng cẩm thạch Quảng Nam, được dựng vào năm 1858 từ Quầy Quế chuyển về Gò Công. Nhưng mà khi thiền di chuyển đến cửa ô cấp Vũng Tàu thì Pháp đã cướp lấy cái tấm văn bia này. Cái người mà lấy tấm văn bia này chính ngay là sĩ quan đại quý Bạc Bê của Pháp, y ta là Thiểu Lục Chiến, đánh thị đánh bộ. Thì ngay cái thời điểm đó, hải quân của Pháp chiếm giữ các nơi đình chùa, những nơi dinh thự mà có liên quan đến triều Nguyễn. Đặc biệt là Bạc Bê chiếm lấy chùa Khải Tường, bây giờ là bảo tàng chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi lấy được tấm văn bia thì y ta rất là thích thú, đem về đặt ở nơi làm việc của y. Ông Bạc Bê cũng đâu ngờ rằng tượng đá lại có linh hồn, văn bia đều có số phận. Cái tấm văn bia nặng vài tấn này chở trên mình một lịch sử của một dòng họ, của một dân tộc mà sau này số mạng lại cắm trên mộ của Bạc Bê. Thì thật ra ngay cái thời điểm đó ông Bạc Bê cũng đang si mê một cái cô gái người bản xứ có cái tên gọi là nàng Hai Bến Nghé. Bây giờ khắp cả nước ba miền hai chiếu có tuồng cả lưu nàng Hai Bến Nghé là như châu đông cho ông mình là phải được đi coi đó. Mặc dù cô Hai không chịu nhưng mà quyết ép buộc phải làm vợ. Sau khi mà biết được chuyện đó thì nghĩa quân Trương Định mới thuyết phục cô Hai nên tham gia nghĩa quân chống lại quân Pháp, làm sao dùng mỹ nhân kế để dụ quan ba của Pháp ra khỏi đồn Chí Hòa. Thì quả nhiên sự tính toán của ông Trương Công Định rất là chính xác. Vào ngày 7 tháng 12 năm 1860, ông Bạc Bê đã mắc mưu nàng Hai Bến Nghé, ra khỏi đồn trú không đem theo lính hầu và đã bị nghĩa quân Trương Định giết chết. Đây cũng là chiến công đầu tiên của ông Trương Công Định. Ông Trương Công Định là cháu rể của ông Phạm Đăng Hưng ở đây. Sau khi chôn cất Bạc Bê thì bạn bè của y mới lấy tấm văn bia của ông Phạm Đăng Hưng này, mới đục thành mộ bia
mới để cây thánh giá và những dòng chữ pháp. Si Yết là nơi an nghỉ, La Bê Capitaine là các bậc đại quý của Pháp, Di Phan Tri de Marina có nghĩa là lãnh thị đánh bộ, Tuê Đăng Amu Cát Sờ Lơ Sách de Cơmbơ Minh Huyết Săn Sơ Săn. Ông Bạc Bê đã bị giết trong một trận bị phục kích vào ngày 7 tháng 12 năm 1860. Sơ Mênia Sơ de Camarát Sơ, bạn bè của ông Bạc Bê mới cùng lập tấm danh bia này để làm kỷ niệm cho ông. Mới đặt trước mộ của Bạc Bê ở đất Thanh Tây buồn nhất mà đến chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái dòng thời gian trôi qua, người đời đã quên lãng nhiều năm nắng mưa, bia mới nằm trọng động bên mộ của Bạc Bê. Đến tháng 5 năm 1983, Ủy ban Nhân dân phố là quyết định đi về Việt Nam và đến chi để thành lập công viên Lê Văn Tám. Sau khi công nhân đã san lấp mặt bằng, móc cốt Bạc Bê mới rồi ra tấm danh bia này. Người ta cũng đâu ngờ rằng đấy là bảo vật của nhà vua đã bị lưu lạc. Sao những nhà khoa học có nhìn kỹ những cái chữ Hán Nôm còn chi chít bên trong mới biết là vua Tự Đức làm cho ông ngoại do Phan Văn Giảng và ông Trương Quốc Vượng chọn mới đưa về kho bảo tàng cách mạng Sài Gòn và đến năm 1998 ông sẽ đi tiêu diệt đấy. Cho nên lấy cái số còn 140 năm lưu lạc này sắp trầm cuối cùng đặt địa linh đã về trên mộ Đức Quốc Công. Chưa đem vào được thì mãi tới năm 1867 đó, lúc đó ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ là gia đình Biên Hòa Định Tường đã thất thủ phải giao đất cho Pháp để người dân khỏi đổ máu. Sau thêm lục tỉnh là An Giang, Hà Tiên, Vĩnh Long thì chính ông Phan Thanh Giảng đã đi cầu hòa. Cái người không am hiểu cho là ông Phan Giảng bán đất, chứ thật ra cái lá cờ tam tài của Pháp ông Phan Thanh Giảng đâu có ở trong đó. Cho nên ông soạn dân bia rồi nổi lòng bức xúc, 1867 ông uống thuốc độc tự dẫn chết. Còn tấm dân bia vua Thành Thái lên ngôi 1888 cái từ quên đi, có nghĩa là 3 năm sau là cái năm sáng sủa nhất 1891 dựng được. Ý là cũng nói lên năm đời danh giá tốt đẹp của dòng họ Tòng Đăng. Tấm danh bia này có sao mà về trước. Đây là cấp bộ cấp gia thẩm định, đây là đá hoa cư cá xanh. Chứ còn từ đây ra Quế ngàn mấy trăm cây số, ngày xưa thì bằng buồn bằng xe ngựa đó. Ông bà mình có nói một câu là tập cứu hòa, mà nên thật là ra không tới đâu. Năm tiến sĩ năm kỳ đầu tiên là ông Văn Giảng đã siêu đổ. Thành ra cái mộ ông, cái hài cốt của những Nguyễn Đình Chiểu là cũng nghe lưu học mới đưa về bên Bến Tre. Nó thẳng ra là không nằm trong đất giặc, là giết Bạc Bê rồi là Pháp mất mới ngủ. Đất ở đây xưa hàng trăm hecta nhưng mà phải ký hiệp ước không được xâm phạm dòng sông Quy này, vì nơi đây là có mộ Đức Công. Về địa lý Pháp rất hay, biết ở đây có gì tướng chống lại mà vào không được, mới dùng phía ngoài đó đào ao đào giếng lo cho dân. Tại Gò Công đường biển nhưng thật chắc là cũng giếng cái mảnh đất cắt cái lông mạch đó. Lúc đó bà Thị Dũng qua ra Huế về mặt Công Định, nó Pháp phá cái mảnh đất cho quân ông Trương Công Định 1862 là đóng quân ở đây. Ngăn thành đắp lũy là chẳng qua là phục quá để chống lại quân Pháp. Và cái điểm thứ hai nữa là đó là Sài Gòn là cái chợ Cầu Hoa đó, cái tên bây giờ vua Minh Mạng đó, Hồ Thị Hoa đó, thành ra giờ đổi lại chợ Cầu Bông. Thành ra là trong một đây là mộ của ông Phạm Đăng Hưng, đây là mộ thật. Từ Huệ Quế vô Quan Tài đưa ông về đây, ông đã tọa lạc trên Gò Rùa. Gò Rùa là cái vùng đất mai đất nổi chứ không phải mà đổ đất cao xây mộ cho ông. Còn cái từ núi Rùa là vua Tự Đức cùng kỳ vọng lấy nguyên ngoại rất đẹp, nhất xích dì sơn, lấy tên trong pha địa lý mới đặt là núi Rùa. Mộ ông không xây theo kiểu là ngũ phanh, có nghĩa là trâu nằm hay là mã phục ngựa quỳ, hai kiểu đó dành cho dân thần võ tướng. Mộ ông xây cửa hình chớp trụ đảnh trụ tiếng Hán Nôm, còn tiếng phổ thông gọi là hình bát giác. Nhìn bên trên hai hàng mộ đắp ba dành thể hiện tam tài, thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái ý của ông nói lên con người sống cái tâm thì phải có trời có đất, cái sự tồn tại nó mới có. Tám cánh phượng tẻ búp sen mang dáng dốc Âu Châu, nhưng mà hai thời kỳ chiến tranh đã phai mờ, chứ không kiểu của Tây Á là Trung Quốc. Và đây cặp cá chép trong tư thế dược vũ môn để quá rồng. Và phía sau đầu mộ là tấm hoành phi lớn bốn ông rồng đang ngự trị với cặp mắt to sáng. Bên dưới là dị ứng ngũ linh khâm thai công hầu bá tử nam, ý nói lên năm ông kỳ lân ngũ đại thành sư. Và kỳ lân ẩn hiện ra đời mang cái điểm lành đến cho nhân dân, và ý cũng nói lên năm đời danh giá tốt đẹp của dòng họ Phạm Đăng. Ở đây mình nhìn chung thì cái phong nghi chôn cất mộ ông là tường uốn quanh, tường xây cung trưởng tam công tứ trụ, kiến trúc trước mộ bốn mông xem thể hiện đây là thiên thọ thái sư thái phó thái bảo. Tất nhiên cái diện tích ở đây thuộc hàng quốc dương chứ không còn ở hàng thần tử nữa.